mấy cây Nhật Bản tuấn tài. Kính chào cả nhà, hôm nay bên em mới cập bến con Ichiki TL 4500. Con này là hai cầu trợ lực lái bên cơ số cơ, dòng chạy nhanh nha các bác nha. Nếu gia đình nào mình đang cần dòng chạy nhanh lớn ngựa, vừa khỏe vừa lớn ngựa vừa chạy nhanh bên cơ số cơ vừa bền nữa thì con này nha các bác, 45 g 148 triệu. Con này bên em đã thay 4 quả lớp mới rồi nha các bác nha. Con xem qua em nói một vòng. Ben cơ nha các bác. Con này là ben cơ. Ghế ngồi thì nguyên zin. Ghế ngồi nguyên zin luôn. Đây là chốt cái thân tay. Chốt cái thân tay nha các bác. Tạm lót sàn còn nguyên luôn, yên kỳ luôn này các bác nè. Còn đây còn nói là số chạy nè các bác. 1, 2, 3 vào một số lùi. Chân luôn nha các bác nha. Con này chạy nhanh nè, tốc độ chạy nhanh 30 km/h, chạy 859 giờ, 148 triệu nha các bác. Gia đình mình làm mà nhiều á thì nên đầu tư con này nha các bác. Cực kỳ khỏe, cực kỳ bền. Cày kéo cũng cái gì là tuyệt vời luôn đó nha. Đây là tầng nhanh chậm nha cả nhà. Rồi em chỉ cho cả nhà tham khảo đùi sau. Con này thì nó không về, nó không có cái mái che đâu nha các bác. Nó chỉ có từ cái dưới đùi nó hai bên là tới cái cây chờ tới thế này. Đó, cho các bác xem. Dưới đùi lên bắt lên. Đó, chỉ có hai cây chờ tới đây thôi các bác, về là nó không có. Nên các bác về có thể độ nha. Nó có sẵn đây rồi các bác về độ hả? Đùi cầu liền lạc, rất là chắc luôn. Ichiki TL 4500 mới cập bến tới cửa hàng. Nhìn đùi rất là dày dặn luôn nha các bác nha. Con này 4 quả lớp, bên em đã thay lớp mới rồi. Lớp sâu của nó là 12.432. Lớp Otani của Thái Lan. Đó. Mâm thì đã dặm lại rồi, 4 quả mâm bên em đã dặm lại rồi. Đó nên là bây giờ các bác chỉ có về chạy thôi nha. Đâu phải lo lắng gì nữa đâu. Lo lắng thôi, lớp hư, lớp hư, lớp thế này, lớp nọ đâu. Lớp trước bên em cũng đã thay lớp mới rồi, 8.320. Rồi lớp mới rồi thì em không đi sâu nữa. Rồi em sẽ đi coi cái phần động đầu trước đã. Để cho bác xem đầu trước đi. Cái mặt nạ trước cho bác xem nha. Ichiki là một màu rất là đẹp luôn. Màu này rất là tươi mát luôn nha bác. Trước của nó khô ráo sạch sẽ luôn.
sẽ leo lên đây quay cho các bác xem nha. 148 triệu nha các bác. Tay lái trợ lực nha các bác. Con này 148 triệu nha các bác. Rồi, kính chào cả nhà.